Sáng nay tại các tỉnh miền Trung, trời mưa nhỏ, mực nước các sông ở Quảng Bình đang lên chậm. Nhiều hồ chứa bắt đầu xả lũ. Công tác khắc phục hậu quả bão số 4 đang được các địa phương tích cực triển khai, ghi nhận tại Quảng Trị, nơi tâm bão đi qua. Bão số 4 đổ bộ vào Quảng Trị với gió mạnh cấp 8, khiến nhiều hàng quán, lều bạt ở ven biển bị hư hỏng nặng. Tranh thủ mưa ngớt, gió giảm, gia đình ông Nguyễn Hữu Táo đã khẩn trương thu dọn đống đổ nát. Gia đình tôi đầu tư vừa rồi là hàng năm là cứ 100 triệu để sắm sửa tài sản, làm quán. Nhưng mà đến nay như các anh cũng đã thấy nó là đã tương đối gần hết. Do đến chứ chúng tôi cũng không biết làm sao nữa. Nhà tôi là dọn dẹp đúng 2 giờ là nhà tôi cũng là thoát thân lên, mà 3 giờ chiều là bị sập hết nhà. Cũng do ảnh hưởng của bão số 4, tại huyện Vĩnh Linh có hơn 300 hectare diện tích cây cao su, 600 hectare cây keo tràm bị bật gốc, gãy đổ chắn ngang đường và hư hỏng. Ngoài ra có hơn 30 hectare diện tích nuôi trồng thủy hải sản tại xã Vĩnh Giang bị thiệt hại. Theo báo cáo của Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, địa phương có 57 nhà dân, 213 lều quán kinh doanh, cơ sở chế biến thủy sản bị tốc mái, hư hại nặng. 300 mét kè ở thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh bị sạt lở. Địa phương đã tiến hành hỗ trợ những hộ bị thiệt hại nặng. Bão nó xảy ra nhưng mà trên địa bàn tỉnh Quảng Trị không có người nào bị chết hoặc bị thương. Còn lại cái thiệt hại thì có nhiều cái vùng như là vùng cây cao su chẳng hạn, hoặc là vùng ngập úng thì không thể nào là có thể là chống chọi được. Thì cố gắng là phải bảo vệ cho được cái tài sản, được cái tính mạng của người dân trong bão là cái điều mà ưu tiên hàng đầu. Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cho biết, thiệt hại do bão số 4 giảm thấp hơn rất nhiều so với bão số 2. Công tác chỉ đạo phòng chống tại các địa phương quyết liệt nên chỉ ghi nhận 2 trường hợp bị thương, khoảng 6.000 hecta lúa, hoa màu bị ngập. Công tác bơm tiêu rút nước tại khu vực ngập úng cần triển khai khẩn cấp để người dân sớm khôi phục sản xuất. Mưa đã giảm, nhưng hoàn lưu của bão số 4 vẫn có thể gây mưa lớn trong đêm nay cho các tỉnh miền Trung. Người dân cần đặc biệt lưu ý hiện tượng lũ quét, lũ ống tại các suối và khu vực ngầm tràn để không thiệt hại về người.